Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 tổ chức hội nghị lần thứ 16. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy trình bày dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, sửa đổi, bổ sung. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày dự thảo về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021-2025. Điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư dự án đường Tân Phúc - Võng Phan giao DT378 tỉnh Hưng Yên. Dự án được xây dựng đi qua các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử. Dự kiến có tổng mức đầu tư là gần 3.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025, tuyến đường được xây dựng mới nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên nói riêng, của khu vực nói chung, theo quy hoạch được phê duyệt, phục vụ nhu cầu vận chuyển đi lại của người dân và phát triển quỹ đất dọc hai bên tuyến, phát triển các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn hình thành tuyến đường liên vùng kết nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Nam Định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và các vùng lân cận. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu thảo luận tập trung vào các nội dung công tác thu chi ngân sách và điều chỉnh bổ sung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công tác quy hoạch đô thị, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy ra soát, hoàn thiện văn bản và trình ký ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 để thay thế quy chế số 02 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tổ chức thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ra soát, hoàn thiện, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, ra soát, điều chỉnh và triển khai các kịch bản điều hành phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công phù hợp với tình hình địa phương và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về đầu tư phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy để bảo đảm vốn đầu tư công được đầu tư nhanh, đúng mục đích vào các công trình, dự án cụ thể. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để công trình, dự án trên địa bàn do cấp mình làm chủ đầu tư chậm tiến độ hoàn thành, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm của các cấp. Đối với dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết số 10 về chương trình phát triển giao thông vận tải, trong đó đã xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược, cần tập trung mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông. Việc xây dựng đường bộ Tân Phúc - Võng Phan góp phần quan trọng mở ra cơ hội phát triển ba huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, thu hút đầu tư, giải phóng năng lực sản xuất, khai thác tiềm năng phát triển cho khu vực phía đông nam của tỉnh và với các tỉnh ở trong vùng, tạo động lực tăng trưởng và đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ Tân Phúc - Võng Phan theo đề xuất của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lập trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai dự án đầu tư đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật có liên quan, đánh giá kỹ tác động đầu tư dự án về mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường, có phương án giải pháp thu hồi, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hiệu quả phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng và ổn định đời sống của người dân có đất bị thu hồi. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu quá trình triển khai thực hiện dự án phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư, quản lý sử dụng quỹ đất dự trữ cho việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường theo quy định, không để phát sinh vi phạm về đất đai tại khu vực xung quanh tuyến đường.